Sáng nay, tại huyện Văn Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khởi công gói thầu số 01 thi công xây dựng công trình dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành, đường đô thị. Địa phận tỉnh Hưng Yên thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đường vành đai 4 đi qua địa phận tỉnh Hưng Yên có chiều dài hơn 19 km, điểm đầu từ cầu Mễ Sở, huyện Văn Giang và điểm cuối tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm. Tỉnh Hưng Yên được giao thực hiện hai dự án thành phần với tổng vốn hơn 5,2 nghìn tỷ đồng. Có 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h cùng phần dự trữ đường sắt trên cao, dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2027. Dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành trên địa phận tỉnh Hưng Yên với mức đầu tư trên 1,5 nghìn tỷ đồng. Sau khi mà đường vành đai 4 được khởi công xây dựng, tiếp nối tiếp đó là đường song hành của tỉnh, cả tỉnh Hưng Yên là chúng ta đều vui mừng phấn khởi, tạo sự động lực rất là lớn để cho việc phát triển kinh tế xã hội. Việc đầu tiên đó là việc thu hút đầu tư. Thứ hai, từ cái việc đó thì sẽ logic với nhau, kéo theo sự công ăn việc làm rồi của bà con nhân dân trong vùng và các cái vùng mà khi mà giao thông đi qua thì vùng nào cũng vậy thôi, đều kinh tế đều phát triển và bà con nhân dân thì có cuộc sống khá hơn. Để thực hiện thành công dự án theo cách đề ra, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp huyện Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ, Khói Châu tiếp tục quyết liệt tập trung thực hiện các khối lượng còn lại công tác giải phóng mặt bằng, nhất là việc thực hiện chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư phải thực sự phù hợp với thực tế và đúng theo quy định của pháp luật. Về quản lý chất lượng tiến độ công trình thì giao Sở Giao thông Vận tải cần bám sát quyết liệt trong điều hành quản lý chất lượng, xây dựng kế hoạch thực hiện có phương pháp khoa học và thực hiện nghiêm túc các quy định quy chuẩn, cũng như phối hợp với các bộ ngành trung ương trong suốt quá trình thực hiện dự án. Đối với đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế cần huy động máy móc, trang thiết bị hiện đại, lựa chọn đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm nhất để thực hiện dự án, để đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo tiến độ thi công, hoàn thành và đưa công trình vào khai thác sử dụng theo đúng tiến độ đề ra. Với tinh thần và ý đó, tôi xin tuyên bố khởi công gói thầu số 1 thi công công trình dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành, đường đô thị địa phận qua tỉnh Hưng Yên thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Chúng ta cùng tay một tràng vỗ tay lớn để cùng chúc mừng cho lễ khởi công.